Xin chào các bạn. Huyền Nguyễn rất vui khi được gặp các bạn trong buổi tập ngày hôm nay. Ở bài tập này, chúng ta sẽ đến với những động tác yoga đánh bay các triệu chứng đau nhức lưng, giảm đau mỏi vùng hông và trị liệu phục hồi cho cuộc sống của bạn. Chúng ta hãy cùng nhau điều chỉnh tư thế và bước vào buổi tập nhé. Chúng ta bắt đầu ngồi trên thảm, hai mông cân bằng, rồi cuộn nhẹ xương cụt để không bị đau lưng dưới. Vươn hai tay lên qua đầu, hít vào, kéo căng vùng cột sống lên. Thở ra, từ từ hai tay đặt lên đầu gối. Chúng ta xoay vai ra sau, nâng cao vùng xương ức lên. Hít vào, kéo căng vùng cuống họng, ép bả vai của mình phía sau, khép sát hai khuỷu tay. Từ từ cong lưng, hóp bụng, thở hết ra. Cầm thu về cổ và mắt nhìn vào rốn. Lần hai, tiếp tục xoay vai, nâng cao vùng xương ức, hít sâu. Chậm chậm cuộn lưng ra sau, thở ra, đẩy hết khí trong lồng ngực của mình. Tiếp tục hít vào. Chậm chậm thở hết ra. Một lần cuối, xoay vai ra sau, hít vào, kéo một lực ở đầu gối này, ghì người của mình lên, đẩy hết toàn bộ phần thân trên, mở rộng hết lồng ngực, giữ và hít thở đều, 5, 4, 3, 2, và 1. Hít vào, nâng cao vùng cột sống. Chậm chậm cuộn lưng ra sau, thở hết ra. Cầm chạm cổ, giữ và hít thở đều. 4, 3, 2, 1. Trở về giữa thẳng sống lưng. Vươn hai tay lên qua đầu, hít vào. Chậm chậm vặn người sang bên trái, thở ra. Mắt nhìn theo vai phía sau. Vươn tay qua đầu, hít vào. Vặn người sang bên phải, thở ra. Cố gắng đẩy vùng lưng dưới của mình lên. Nâng người lên, hít vào. Chậm chậm vặn người sang bên trái, thở ra. Tiếp tục hít sâu, vươn căng vùng cột sống lên. Vặn nhẹ người sang bên phải, thở ra. Một lần cuối, tay lên cao, hít vào. Chậm chậm vặn người sang trái, thở ra. Lúc này ta vòng tay trái qua sau lưng và nắm lấy đùi phải, nâng cao toàn bộ vùng cột sống, mắt nhìn theo vai phía sau, giữ ở đây và hít thở đều. 5, 4, cố gắng vặn người ra sau thêm một chút nữa. 3, 2, và 1. Nâng người về giữa, hít sâu, vươn tay qua đầu. Chậm chậm vặn người sang phải, thở hết ra. Rồi từ từ ta vòng tay sau lưng nắm lấy đùi trái, nâng cao lồng ngực lên, giữ ở đây. 5, 4, 3, thả lỏng vùng lườn bên trái của mình. 2, và 1. Vươn tay lên, hít vào. Chậm chậm hai tay chống phía sau, thở ra. Lúc này ta xòe 5 ngón tay của mình ra. Rồi nâng lồng ngực, hít vào, đẩy mông lên cao, ngực lên cao, uốn cong lưng. Với ai bị đau mỏi cổ vai gáy thì chúng ta không thả lỏng cổ mà kéo cằm về phía ngực. Rồi chậm chậm hạ mông xuống, thở ra. Tay lên cao, hít vào. Hạ cùi trỏ phải xuống này, khửu tay thẳng hàng phía giữa và vươn cao tay trái lên. Mắt nhìn theo tay.
Tiếp tục. Tay qua đầu, hít vào, kéo căng vùng cột sống. Chậm chậm hai tay chống phía sau, thở ra. Tay sát vào mông, xoay vai, nâng ngực, mông lên cao, hít vào, uốn cong lưng. Chậm chậm hạ mông xuống, thở ra. Rồi vươn tay lên, hít vào. Vặn người sang bên phải, thở hết ra, mắt nhìn theo tay. Một lần cuối, hít vào. Hai tay sau, thở ra. Xoay vai, nâng cao xương ức, mông lên, hít vào, uốn cong lưng. Đó. Nếu ai tốt, chúng ta có thể kiễng các đầu ngón tay lên và đẩy căng lồng ngực. Giữ và hít thở đều. 4 3 Thả lỏng lưng, siết nhẹ cơ bụng. 2 Và 1 Rồi chậm chậm hạ mông của mình xuống. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Chậm chậm hạ khử tay phải xuống. Tay trái lên cao, thở ra. Giữ ở đây và thở đều. 5 Gắng nâng cái vai phải của mình lên. 4 Vặn người ra sau thêm một chút nữa. 3 2 1 Giữ nguyên tư thế, từ từ vòng tay trái ra sau lưng, nắm lấy đùi phải. Rồi mở rộng lồng ngực của mình lên. Cố gắng xoay cái cổ của mình lên cao để kéo giãn toàn bộ vùng cơ cổ phía dưới. 3 Hít thở bình thường. 2 Và 1 Rồi từ từ nâng người của mình lên, hít vào. Chậm chậm đổi bên, hạ khử tay trái xuống giữa thảm. Thở ra và mắt nhìn theo tay phải. Giữ ở đây và hít thở đều. 5 4 3 Cố gắng mở sang bên phải một chút nữa. 2 Và 1 Chậm chậm giữ nguyên, từ từ vòng tay phải ra sau lưng, nắm lấy đùi trái. Rồi chúng ta xoay ngực của mình lên một chút nữa. Giữ ở đây. 4 3 Hít thở đều. 2 Và 1 Rồi từ từ nâng người của mình lên. Mời bạn đến với tư thế con bò mèo. Chúng ta ngồi trên gót chân. Và bạn hạ cái khử tay của mình xuống. Sao cho khử tay thẳng hàng với lại đầu gối này. Sau chúng ta mở hai đầu gối ra bằng hông. Xoay 5 ngón tay hướng về phía trước. Ngón tay giữa thẳng hàng với mép thảm của mình là được. Rồi chúng ta đo thêm một bàn tay. Từ vị trí ngón tay cuối cùng đấy. Sau đó nâng người của mình lên. Xoay phần khớp khửu tay ra bên ngoài. Được chưa ạ? Xuôi mũi chân. Đây là tư thế con bò mèo. Chúng ta siết cơ bụng lại để bảo vệ vùng cột sống. Từ từ võng lưng xuống, hít vào, vươn căng lồng ngực, kéo phần cổ của mình về phía trước. Chậm chậm thở hết ra, cuộn xương cụt, cong lưng lên, cầm thu về cổ. Tiếp tục, từ từ võng lưng, hít sâu. Kéo giãn các đốt sống về phía trước. Chậm chậm thở hết ra. Trả lại cột sống của mình. Tiếp tục. Hít vào. Từ từ thở hết ra. Rồi một lần cuối, võng lưng, mở căng ngực, vươn cằm của mình lên. Giữ và hít thở đều. Chúng ta siết nhẹ cơ bụng nhé. Chỉ mở vai mở ngực thôi. 5 4 Cố gắng mềm lưng trên và lưng giữa của mình xuống. 3 Hít thở đều. 2 1 Rồi chậm chậm thở hết ra. Cuộn lưng lên cao, cầm chạm cổ. Tách hai vai của mình ra xa. Siết nhẹ cơ bụng. Giữ và hít thở đều. 3 2
và một hồi từ từ trở về vị trí ban đầu. Chúng ta duỗi thẳng cột sống lưng, vẫn luôn luôn siết bụng nhé. Từ từ đá chân trái lên cao, sao cho chân thẳng hàng với mông và úp hai mông cân bằng. Hít vào, mở căng ngực nào. Thở ra, hóp sâu bụng lại, đầu gối co về trán, xuôi mũi chân. Tiếp tục lần hai, hít vào. Chậm chậm, hóp sâu bụng lại, thở hết ra. Một lần cuối, hít vào. Giữ ở đây và hít thở đều. 5. Gắng siết cơ đùi, duỗi thẳng mũi chân. 4. 3. 2. Và 1. Rồi giữ nguyên tư thế. Chúng ta gập chân trái, dùng tay phải nắm lấy bàn chân trái, từ từ đá chân lên cao. Xốc vai trái lên, siết chặt cơ bụng và mắt nhìn vào một điểm ở phía trước. Giữ và hít thở đều. 3. 2 và 1. Rồi, rất tốt. Từ từ chúng ta cong lưng lên, trả lưng của mình lại để không bị đau. Từ từ co đầu gối lại chạm trán, siết chặt cơ bụng lại nào. 3. Hít thở đều. 2 và 1. Rồi từ từ hạ gối xuống. Mời bạn đổi bên. Nâng cao chân phải lên, hít vào, vươn căng lồng ngực về phía trước. Thở ra, cong lưng lên cao, đầu gối chạm trán, hóp sâu bụng lại. Tiếp tục, hít vào, đá chân, siết cơ mông của mình lại. Thở ra. Rồi một lần cuối, hít vào, đá chân lên, giữ ở đây và hít thở đều. Chúng ta không võng lưng xuống quá nhé. Mình hơi cuộn nhẹ xương cụt. 4. Siết bụng và siết đùi. 3. 2. 1. Giữ nguyên tư thế. Đa gập chân phải lại. Rồi từ từ tay trái nắm lấy bàn chân. Đá chân lên cao. Hít sâu. Thở ra. Giữ ở đây. 5. 4. 3. Cố lên ạ. 2 và 1. Rồi chậm chậm hạ bàn tay trái xuống. Đầu gối co về trán. Thở hết ra. Giữ, hít thở đều. 4. Co đùi lên nữa đi ạ. 3. 2 và 1. Rồi từ từ hạ gối xuống. Bây giờ chúng ta đi tay về phía trước một chút. Sau đó này, mắt nhìn vào đầu gối, sao cho đầu gối vẫn phải thẳng hàng với mông. Từ từ đẩy mông ra sau và khép sát khử tay, từ từ hạ ngực của mình xuống. Đang cứ hít vào này, sau đó lại thở ra hạ ngực. Tiếp tục hít này, thở ra. Giữ và hít thở đều. 5 4 thả lỏng hai vai. 3 thả lỏng ngực xuống. 2 và 1. Rồi, rất tốt. Từ từ chúng ta nâng người lên, đẩy mông ra sau và trán xuống thảm về tư thế em bé, đồng thời xuôi hai tay theo thân, ngửa lòng bàn tay, thả lỏng hai vai, thả lỏng cổ, thư giãn vùng cột sống. Nếu ai bị đau lưng thì chúng ta sẽ vươn tay về phía trước và đặt mông của mình sát với gót chân, sau đó vươn dài các đốt sống lưng về phía trước, kéo dài toàn bộ các đốt sống thì chúng ta sẽ đỡ đau lưng luôn. Cố gắng hít thở đều trong khi giữ tư thế để đưa oxy lên tim và đưa oxy đến các chi của mình tốt hơn. Rồi bây giờ chúng ta chuyển sang tư thế nằm sấp để về tư thế nhân sư. Lúc này chúng ta để ý là khử tay thẳng hàng với vai và tay duỗi về phía trước, xoay 5 ngón tay của mình ra, duỗi thẳng mũi chân.
Lúc này ta xoay vai ra sau và kéo căng vùng cơ cổ về phía trước, hơi vươn nhẹ cằm lên. Ta cảm thấy dễ chịu không ạ? Với những người mà bị gù lưng ạ, hoặc là hay bị đau lưng ạ, thì mình cố gắng là không nên nằm cái cổ của mình ở trên gối cao quá. Bởi vì là càng kê gối cao lên thì cái cổ của mình nó lại càng gập ấy ạ. Nhất là những người bị đau cổ vai gáy thì không nên nằm gối cao. Chúng ta cố gắng là không sử dụng điện thoại mà chúng ta cúi nhiều quá. Nâng lên một chút để đầu của mình thẳng hàng với trục của cột sống, thì để bảo vệ cột sống của mình tốt hơn. Và thường xuyên tập những bài yoga cơ bản như Huyền hướng dẫn thì nó sẽ giúp làm cân bằng cột sống và giúp lưu thông máu lên não tốt hơn. Và những cái bài này thì chúng ta có thể luyện tập hàng ngày ở tại nhà, rất là dễ ạ. Cố gắng hít thở đều, cảm nhận lưng của mình được kéo dài lên. Mỗi lần thở ra ta lại làm mềm lưng của mình xuống một chút. Rồi chậm chậm nằm sấp xuống, trán xuống thảm, hít thở đều, thả lỏng hai vai. Rồi mời bạn vòng tay ra phía sau, hai tay đan, trán xuống thảm, từ từ xoay vai. Nếu có thể thì khép sát hai bàn tay, còn nếu không thì chúng ta tách tay ra cũng được. Hít vào, nâng vai lên, đồng thời vươn cằm, nâng lồng ngực, duỗi thẳng mũi chân lên cao. Thở ra từ từ, hạ ngực xuống, trán xuống, thả lỏng hai chân. Tiếp tục xoay vai ra sau, hít vào, nâng người lên. Chậm chậm, từ từ thở ra. Hai lần nữa, hít vào, lên cao. Thở ra, từ từ trán xuống, thả lỏng hai vai một chút. Rồi lần cuối chúng ta cố gắng giữ lâu và hít thở đều một chút nhé. Xoay vai, hít vào, nâng người lên, xít mũi chân thẳng, rồi thẳng cái gối ra. 5, cố gắng nâng vai lên nữa. 4, 3, thở đều. 2, 3, 1, rồi chậm chậm hạ trán xuống, thả lỏng hai vai. Lúc này ta co cái đầu gối chân trái của mình lên, sau đó này đi người mình sang bên trái một chút, từ từ nghiêng đầu sang một bên, cố gắng thả lỏng toàn bộ vùng lưng dưới. Ở tư thế này thì chúng ta sẽ được thư giãn toàn bộ cơ thể và cảm thấy rất là thoải mái, điều hòa hơi thở ở đây. Mời bạn đổi bên, trả chân trái về, sau đó co chân phải lên, di chuyển người sang bên phải một chút, rồi áp mang tay của mình xuống, hít thở đều, thả lỏng hai vai, thả lỏng cơ đùi, thư giãn cơ lưng. Theo chúng ta nằm ngửa. Rồi mời bạn này chống hai chân lên, hai bàn chân của mình mở rộng bằng hông. Chúng ta không nắm tay vào cổ chân nhé, mà chỉ động cái bàn tay của mình vào gót chân thôi. Sau đó này khép cái vai của mình lại, để tí nữa chúng ta sẽ bảo vệ phần khớp cổ. Từ từ hít vào,
nâng mông lên cao, lưng lên cao. Đó, đã khép vai lại một chút để sao cho cái lồng ngực của mình nó đẩy lên nhiều. Rồi chậm chậm thở ra thật nhẹ nhàng, hạ mông lưng xuống. Lần hai, hít vào, nâng người của mình lên. Chậm chậm từ từ hạ xuống, thở hết ra. Tiếp tục, hít vào, mông lên cao, đẩy ngược lên phía trước. Cố gắng ngực chạm cằm thì càng tốt ạ. Rồi từ từ hạ lưng mông xuống, thở hết ra. Một lần cuối nào, cố gắng lên ạ. Hít vào, lên. Rồi chúng ta khép vai lại một chút và tiếp tục đẩy ngực lên phía trên một chút. Giữ và hít thở đều. 4, 3, dùng lực của cơ đùi, đẩy mông lên một chút nữa. 2, 1, rồi chậm chậm hạ lưng xuống, thở hết ra. Chúng ta co gối của mình lại, hai tay ôm lấy đầu gối, kéo sát đầu gối chạm ngực này. Nếu như ai bị đau cổ vai gáy thì chúng ta không cần nâng đầu lên, mà có thể là giữ nguyên như thế này thôi, kéo sát đầu gối về phía trên một chút. Còn nếu chúng ta không có vấn đề về cổ vai gáy thì chúng ta nâng đầu lên và cầm chạm gối, được chưa ạ? Ôm sâu vào một chút, sau đó hướng mũi chân về phía đầu, nó giữ ở đây và hít thở đều. 4, 3, 2, 1. Rồi chậm chậm hạ mông xuống, lưng xuống. Ra, ra hai tay ra ngang, duỗi thẳng chân phải, nâng chân trái lên, tay phải nắm lấy mũi chân. Hít vào, thở ra, hạ chân sang bên phải, mắt nhìn sang bên trái, cố gắng vặn cái cột sống lưng của mình để trả lại lưng, để về không ta không bị đau lưng mà cột sống của mình vẫn được cân bằng. Giữ và hít thở đều. Nếu được thì chúng ta lại kéo cái bàn chân này lên phía trên một chút và thả lỏng cái vai bên trái xuống. 4, thả lỏng các đốt sống lưng dưới đi ạ. 3, cảm nhận sự căng giãn ở vùng cơ mông, cơ kheo chân. 2, 1, rồi từ từ hít vào chân lên, thở ra nhẹ nhàng hạ chân xuống. Mời bạn đổi bên, từ từ nâng cao chân bên phải lên, tay trái nắm vào bàn chân. Nếu như căng kheo thì chúng ta có thể hơi trùng nhẹ nhé. Hít vào, chậm chậm hạ chân sang bên trái, thở ra. Rồi chúng ta hạ vai bên phải xuống một chút và mắt nhìn theo bàn tay để kéo giãn cả vùng cổ nữa. Chúng ta xuôi cái chân phía sau. Hít thở đều. 4, 3, 2 và 1. Rồi từ từ chúng ta nâng chân phải lên, hít vào, chậm chậm hạ chân xuống, thở ra. Ra thả lỏng về tư thế sắp chết. Ở tư thế này chúng ta sẽ khôi phục lại năng lượng và giải phóng toàn bộ những cái mệt mỏi ra khỏi cơ thể của mình. Mở rộng 5 ngón tay và ngửa lòng bàn tay lên, tay chúng ta không chạm vào quần áo, và thả lỏng bàn chân, thả lỏng phần tay. Thư giãn hai vai, thả lỏng vùng cổ. Thả lỏng toàn bộ các cơ trên cơ thể của mình. Cảm nhận năng lượng ở trên cơ thể của mình càng ngày càng khỏe mạnh hơn.
Chúng ta quan sát hơi thở. Hít sâu vào, phình căng độ bụng lên. Chậm chậm thở ra, hóp sâu bụng lại. Tiếp tục hít vào, phình căng bụng lên. Thở ra thật chậm, hóp sâu, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Rồi một lần nữa, hít vào, chậm chậm thở ra. Ta lắc hai tay, lắc hai chân. Tay phải vươn qua đầu, chống chân trái lên, nghiêng người sang bên phải, chống bàn tay trái xuống và từ từ nghiêng người ta ngồi dậy. Rồi, ta đây thẳng cột sống lưng. Sau khi luyện tập bài này xong thì mình cảm thấy như thế nào ạ? Bạn hãy nhớ chia sẻ lại cho Huyền cùng biết nhé. Và cảm ơn bạn đã tin yêu và đồng hành cùng với Huyền Nguyễn. Xin chào và hẹn gặp lại bạn vào buổi tập ngày mai. Namaste.